Chúc mừng em, người nhà em đã gả em cho một người sắp vì 185 tỷ. Hả? Người sắp gì? Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em. Sự sắp đặt của người nhà, hãy ngoan ngoãn gả đi. Còn đến trung tâm thương mại nhà họ Lâm của chúng tôi mua giày, cô mà xứng à? Chồng cô còn khỏe không? Nghe nói sắp rồi. Xem ai dám bắt nạt em ấy. Tất cả những gì phu nhân thích cứ mua hết. Mua luôn tập đoàn nhà họ Lâm dưới danh nghĩa vợ anh. Những người còn lại cút hết. Vợ của Ngôn Nhất Trì không cần nhịn bất kỳ ai. Sao lúc vui em bao giờ cũng yêu cầu anh cho em ốc quế sầu riêng. Lúc bên anh bao giờ cũng mấy cậu ơi cho em ốc quế sầu riêng. Nói chung anh chỉ là thua. Mấy cậu ơi cho ta ốc quế sầu riêng. Với em anh chỉ là thua. Không cho đâu. Quần đẹp quá, có còn mỗi 50.000. Thế là như nào? Hả? À, thế là mày muốn gì? Màu xanh này còn màu xanh bạc kim. Mày là bị trúng độc à? Quần có gắn kim cương không? Có, gắn kim cương hột xoàn đó, mày mang về cho lặng người. Tiêu phẩm mới tiếp theo cho khách nhá. Trên Shopee ở đây. Lên Shopee. Mày lên Shopee đi. Màu be giống lông màu con bò. Sao lại màu be giống lông bò? Màu be giống lông bò thì khác gì là bò bạch tạng à? Lông bò là màu nâu mà em. Không có áo phao, mùa hè đi mặc áo phao. Quần đẹp lắm nhưng mà xấu. Mày bị định lý VS à? Có bán cung tà ma không là cái gì em? Quần đùi không có quần đùi nào. Làm gì có quần đùi nào dài quá lách. Nói bé bé thì mày ăn chửi. Em ơi anh live stream bây giờ anh. Bây giờ anh live anh... Elsa. Elsa chơi ngự tuyết với em nha. Đi ra đây cùng chơi với em. Làm gì mà suốt ngày ở ru ru trong phòng. Ra ra đi ở ngoài này cũng vui lắm đó. Hai ta đã từng chơi thân mà. Giờ tự nhiên cánh xa. Em méo biết tại sao như rúa. Ra đây chơi người tiết với em nhé. Không chơi thì chỉ muốn chơi gì. Biết đi em nè. Con mèo ngu ngốc cái gì ngọt ngào. Cụ tè phô mai về sinh ra. Có thế nhưng ai đã khiến đôi ta tách rời. Anh ước mình chưa từng gặp thì